Ơi, ủa chị ứng mấy triệu luôn hả? Ừ, chị Nguyễn bỏ tiền cho chị bỏ tiền ra chị đi lấy cặp sữa mấy triệu bạc cái gì á, chị có lòng ông bạc nào đó. Mọi người đã xem clip rồi mọi người á, mà lấy cặp sữa chị đòi một đồng á, chị bước ra đường xe đụng chết liền đó. Nói gì chức nghe chức vẫn không nghe, chức mạnh ai nói thì chức vẫn bấm điện thoại nha. Chức nhỏ điện thoại lại ra khách đặt hàng rồi, chức mở nhỏ lại khách đặt hàng về. Anh xấu mà em biết anh thay quanh là được rồi đúng không? Anh xấu hả? Anh xấu mà anh bỏ tiền cho chút mua em mua quán. Em xấu với em nấu là vậy chứ. Anh mà có đi bán hết tiền nghỉ mẹ đi, cho nó làm gì nó làm đi. Nghỉ luôn hả? Trả về con đường xưa luôn anh. Rồi anh Trung Nguyễn bức xúc cũng lên tiếng nha, khi chức buôn bán thì chức không có lo gì hết á. Đó mọi người lên cũng nói rất là nhiều ý kiến nha. Đi hỏi máy giặt với từ quyền với máy laptop anh mua bài mẫu nhiều. Thì biến mẹ đi. Trả tài sản đi. Thôi trước khi nằm đây, chồng ở trên rất là bực bội làm về mệt mà không có ai lo lắng cơm nước, rồi bắt đầu chó này nọ mày chức cứ ngồi than hoài luôn. Đâu có vậy, hôm nay là ngày cái quỹ tuyên bố là khi bán hết cho số lượng cô còn hậu ở đây là để cho hai nghỉ luôn nha, không chịu bán. À đúng rồi, anh Cứ Nguyễn tuyên bố là dẹp luôn anh. Dẹp luôn không còn mẹ đi cho nó khỏe. Nóng giận rồi, nóng quá nóng giận rồi. Giận quá mới khôn anh ơi. Dù gì để cho vợ anh nó có tiền uống thuốc anh không luôn đó. Mà bây giờ anh cho nó về hồ tự kỷ đi. Cho nó về luôn. Thả về nơi sản xuất đi. Đó không, mỗi lần gây lộn mà chửi bị chửi thì chức nhắm mắt là im lặng nha, xua tay nha. Đó cũng có khách ủng hộ gặp anh Tuấn Nguyễn nha cả nhà. Chị dạ chị, em mới đổ thức ăn cho chó nó ăn thử nên nó ăn được đó chị. Dạ chị, dạ bạn khỏe nha. Dạ 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 dạ. Là quyết định là để hại chứ muốn làm gì chứ làm chạy rồi giờ ok là ok. Chị đỡ cực lắm, chị nói thiệt đó. Đó chị Quyền bán thì không có lời trong đó, mà chị Quyền bị nói chung cộng đồng mạng cũng lên tiếng nói này nói nọ, nói chung là cấu kết này nọ đủ thứ chuyện hết á. Mà bây giờ hai chị nói đúng rồi, chị lấy gì bán gì giúp chị luôn, phải bỏ chị còn bán nhiều khi ăn hơn chừng không đưa tiền kịp, chị còn phải ứng tiền mấy tập xưởng để mà chị hay lấy xưởng để ha, còn ha nhiều khi đưa trên hơn chừng, nhiều khi anh ấy quá chị phải đưa chị lấy cho bớt, chị đưa qua cho anh để hả chị nào trả tiền thì trả chị, còn hả trước rẻ nhà chị sợ tiền ship nhiều đúng không, thì mình một lần mình mua thì nó như đó, còn mình mua nhiều cũng vậy, quýt cũng vậy, chị còn bỏ tiền ra nữa nói chị đã bán thì chứ cắn hết nó chứ không biết cắn gì trong đây nữa. Nếu mà Tuấn Nguyễn nói bán nó mày nghĩ thì thôi, muốn nghĩ thì chị cũng mệt. Nói chung là có mình chị có mình chị làm à. Mệt lắm chị ơi, bán cho nó không có nói năng gì hết trơn mà nó lên trên mạng nó tố nó là nó làm chị em mình nhức đầu chết mẹ luôn. Chứ bữa giờ mấy ngày chức lấy được nhiêu rồi chị, tiền lời bao rồi. Lấy tiền ai biết lấy nhiêu nữa. Thôi ngồi 4-5 ngày em, rồi làm triệu. 10 triệu là mua hình bông 700, mua trà bông cho mày nhiêu. Đổ ngược lại nè. Tao đâu có kêu mình đi mua bông đâu. Thì xách cái bình bông nó đi về đi. Rồi, anh chị đừng chứ đừng nói anh đập bể cái đây luôn á. Đập bể đây là. Đúng rồi, đâu có gì giúp mua đâu, tự giúp mua giúp giờ giúp kể là sao. Đổ mẹ mua cái mẹ đó đi hồi chạy về hội kiểu cho tao. Đi hồi chạy về bỏ cái tầm cái đi, cái tầm cái xấu đúng không? Mua xong mua xài. Tẩy chai, tẩy chai, tẩy chai. Đó anh Hưng cũng lên tiếng, anh Hưng tẩy chai luôn anh Hưng. Tẩy chai luôn. Đó giờ mọi người đều quay lưng với chức luôn nha. Chức quay xe quay mọi người quay lưng. Ngồi vậy nói chuyện đàng hoàng á thì quá may. Mệt quá đi. Trời ơi chức. Nói cái tốt thì mẹ không chịu ngay ra đâu. Lát lại mai tao tốt thì người ghi ngay nhập vậy không rồi. Quá cực mà mình còn bị ma tí nữa chứ. Đúng rồi. Quá cực mà nó ma tí. Không, em nghĩ là một mình chị làm không sợ đâu. Thì nói chung cái vấn đề đâu phải là không sợ, vấn đề là người ta nói mình bị như là mình bị quan á, chứ chưa là mình bị quan á, mà làm gì chứ không có đến chính rồi chứ còn còn tranh giành đua lửa nữa, cái vấn đề là vậy chứ còn lên trên mạng chiếc đó này nó thường nó điên nữa. Càng hôm qua là cái clip anh Lân Trần là quay này chị cầm thì chức lên mạng nói xấu người ta, tức là nói chị cầm bị suối bán xe để lấy tiền ăn xài không mua xe đâu.
có gì chứ, chưa có gì là nó lên mạng nói lên sùng trên mạng rồi. Chuyện của người ta chứ liên quan chi chứ nói quá chi đó, hôm nay đi xe đó gì chứ thấy đâu này chứ không nói gì chứ làm gì chứ tự mất mọi người bỏ gì chứ đó. Đó, hôm nay cầm mua chiếc xe đó sao chứ không nói gì đâu đi. Không có cái khen thì câu khen đâu. Đó, tao có điện thoại, tao quay cho tao. Rồi, nói gì chứ. Rồi, chứ giờ cũng nói gì à, mọi người bỏ đi, chứ tự lấy điện thoại quay chứ luôn. Tôi giờ anh Cứ Nguyễn cũng buông xuôi luôn chứ giờ, biết sao giờ. Thì ta đồng đồng vợ đồng chồng là các biển đông cũng cạn. Thì mọi người ơi, giờ số lượng thì còn bao nhiêu ký thì về chú Quyền. Còn nhiêu em mão hết cho anh. Có bán rẻ không? Dù bán rẻ là em mạo hết luôn á. Chị Nguyên nhớ mạo hết gì? Đơn chưa trả đơn cho tao đó. Chứ đâu phải là 5 ký 5 ký rưỡi, còn 5 ký rưỡi lập xưởng. Mình đưa ký không thắng rồi. Nghỉ luôn hả? Dẹp luôn hả chị? Ừ, cũng thắng rồi. Dẹp luôn hả chứ? Rồi đó, giờ chị Quyền, anh Tuấn Nguyễn với chị Quyền là đều tuyên bố là giải thể nha. Nói chung buôn bán đến đây là vui vẻ thôi mọi người. Vậy hôm nay bắt đầu là chính thức là tuyên bố là không bán cách, không bán cái với đặc sử nha. Thôi, đụng má, các bạn giật tè, phiền quá. Ở đây đục đục phải bộ, làm người ta cãi lộn luôn, gái đục đục. Rồi mấy người vô tới. Chị Quyền nói tao với Quyền chắc ăn đồng chưa đủ, không chưa đủ nữa, rồi nghỉ bán nữa. Chưa đủ rồi, thôi bớt nóng với gia đình nói gì kia rồi kệ đi, với gia đình mình bán thì cả nói gì nói. Là em chạy. Tổ này YouTube đưa lên, thôi kêu dẹp đi, giải thể đi. Trong đó là anh Hưng là người đưa. Rồi đây bây giờ người ta cười mình đó không? Mọi người không có hiểu quá. Nói đó mình ăn chia đồng chứ đủ không đủ chứ quỷ hai ngón đi nữa. Trời ơi. Thôi đất mình bán nữa đi. Để cho mình nó bán đi. Phải với Hưng Trần bán đi. Thôi nghỉ đi, nghỉ chỗ khỏe đi chị. Mệt lộn quá. Thấy không không ăn. Ê, anh đứng lại nha anh ơi, có khỏe bây giờ là anh đứng quỷ với Quyền khác không nhúng tay vào cái việc bán khô với lạp xưởng này nữa, có gì chứ nữa. Giúp những buôn bán lại cho bình thường nha mọi người. Là mình bán đó. Cái này chức bán không thì có ai ăn muốn ăn thì lại lệ đi xào chức nè. Đó hồi em sẽ để số điện thoại chức lên cho mọi người nha, bởi vì mọi người tự liên hệ gì chức nha. Không dù mình viết cái bảng lên treo lên gì chức á, món ăn gặp gì chức nhìn thấy cái bảng người ta mua ủng hộ. Giống như mọi người comment lên á là cũng như là không biết vậy. Đó cái bà dân ở nhà để người ta chuồng nó thôi á thì nước dội vệ sinh cũng không được nữa. Đồ uống má cũng đợi tao về làm. Để cho người ta bán vốn. Thì chó hợp lý rồi. Con nào nuôi không nuôi gì mà vô tới cái nhà đại đó hôi như vậy rồi thì còn cũng không ai chịu đứng ra để dọn giùm mình hết trơn á. Ở dưới mình ở nhà thì không dọn thì mình không nói. Nên mình đi sáng sớm ta đi rồi ở nhà cũng vậy, ở nhà vậy chứ bây giờ mà nằm ra đây mà nằm hôi như vậy á, thúi luôn á, bốc mùi luôn á, cũng không dọn luôn á. Trời ơi, chửi vợ thì nằm nha mọi người. Đó chứ có. Thôi đã đụng má tao nói rồi thôi. Nó rất là gây cứng luôn nha, hai chồng chỉ vì bi mà hai chồng lúc nào cũng lục đục. Mấy mày ăn lẹ đi, miếng mẹ hết đi. Giao cá. Dạo này có khổ lắm. Chồng xua đuổi. Chồng thất nghiệp rồi chồng xua đuổi nữa. Chơi với chó mà. Nó không chịu chơi tao. Biết chơi đâu chơi. Không biết chơi, con gái đẹp với người cho biết chơi chứ không chịu. Mẹ nấu hoài. Người ta làm người ta bật tội. Vô giặt quần áo nó dẻ nha. Cái thức ăn này là hôm qua chị Kiều tặng á, coi thử nó ăn thế nào á. Chị tặng qua hai bịch bự luôn á, để cho chó ăn. Chắc là thức ăn cho chó là chó nó rất là thích ăn ha. Không biết là chị Chất có thích thức ăn này không chị? Nhưng mà chó là nó khen ngon rồi đó. Nó nấu sủa là biết cái khen ngon rồi đó. Nó không phải dùng. Ăn thức ăn thì chó. Để hai cái nắp lại đi. Để nó chui ra. Thôi uống cà phê chứ anh. Anh mệt đồ quá. Thức ăn nó ăn không ạ? Đi kéo xuống. Đứa nào ăn ta đồ ăn đi. Kính thưa quý vị, hôm nay chiếc xe ba rồi sẽ đẩy đầu năm sẽ đẩy cho em là đủ tất cả mọi người cầu cà phê cho mọi người. Đó giờ xuống uống cà phê cho các tiền hết nha. Trời ơi, giờ đi nắng với mồ xuống dưới làm gì? Thôi giờ nó bụng quá chứ rồi con mới con ăn được không? Ăn trước đi. Có dưỡng xương không? Dưỡng 50.000 bịch bún rồi đó. Giờ thôi nhịn đói luôn rồi. Có 24.000 50. Không cho ăn gì chứ. Cái độ của gì chứ nó đặt ghê giá, em hiểu không? Tương ớt giá mày bỏ đâu mày? Thôi nói chuyện ngay chứ. Đó, gái mà chị ngay nó đi, có cái kéo nó cắt một cặp nó được.
Nghe lớn rồi chị nhắn với mẹ xong rồi đó. Lấy chai nước suối lạnh đi uống miếng thôi. Thế giờ lại em nhìn cái miệng khẩu miệng của gì của gì của chị Quyền đó, là chị Quyền nói nhất là mẹ dở quá để cho mình chơi cho ba ăn đi, ăn xong rồi đầu dính tiền. Ăn bún gạo đó làm cho đúng nó đúng rồi, nó đói. Ôi sợ chú sư nó không ăn rồi. Của em không phải trước đâu. Của em hả? À, của em hả? Cũng lo quá. Của trước mắc câu chú sư nó không phải. Nấu không sợ. Dạ chị. Rồi cảm ơn Thư nha, hôm nay Thư cũng lần đầu tiên mà sau khi bệnh là qua đây nấu nướng đồ ngoài. Thư và Thư nói chung là Thư bị đuổi việc. Lãnh lãnh được tiền luôn cuối tháng lương hưu hả? Ờ, 10 triệu. Qua đây 10 triệu bả nằm phè ra gì đó chứ 10 triệu. Hồi nãy có Mộng Cầm á kêu 10 triệu đi không chịu. Có nằm phè gì thì chỉ có cái Nguyễn thích thôi à. Ông chồng nhìn thấy có chồng ngồi đó lo lắng cho bi, còn vợ thì nằm đây phủ phơi. Đó, còn mấy đứa con gái thì chắc thì đây tập trung nấu nướng làm đồ ăn nha. Rồi giờ chắc là bắt đầu ngồi lướt TikTok. Lướt TikTok và ngồi hát bắt thì để chồng. Chú Nguyễn sao nay buồn nha anh? Mệt đó anh. Sao nhiều quá chị? Ăn đi 60 ngàn đó, trời ơi. Rồi ra giá đi nó em trả ăn câu cho đó đây, câu hấp dẫn lắm nha cả nhà. Của chị Thư bữa nay là giống như là chị Thư cũng sau một thời gian vắng mặt, hôm nay chị Thư cũng xuất hiện rồi chứ cũng qua đây làm một món ăn cho cả nhóm ăn luôn nha. 60 ngàn nha mọi người. Đó giờ còn ăn là còn giờ sẽ được trả 60 ngàn nha. Đó mọi người nhìn hấp dẫn không, để còn lấy cái đũa còn mở lên xem. Rồi sẽ quay cảnh toàn ăn trong người nhưng mà lòng tao chắc nha mọi người. Đó. Thì có ăn thì có trả, anh cứ đâu không cắt đâu. Giờ hay gì mình ăn ngoài, mình ăn ủng hộ đội nhà đi. Đây là gương mặt của Tòa sau khi đang ăn, đó là ăn nha mọi người. Đó đây là cò hủ nha cả nhà. Nhìn cò hủ nha anh. Đó đây có da heo. Đây có huyết, có củ cải, có chả cá luôn, có đậu bắp, đậu que luôn nè cả nhà. Rồi ăn đây, chung là hoa. Mặt của Tòa ăn căng thẳng lắm nha mọi người. Ồ. Mình cười mà lòng đau như cắt. Đó có trái ớt đỏ luôn nha. Ăn với con gì chứ ăn chung. Chia đôi cắt đôi nỗi sầu. Cắt đôi nỗi sầu cái gì chứ luôn. À 60 ngàn nha mọi người. Vui vẻ nha cả nhà. Ông ta ăn là 100 nha nha cư. Trời ơi ghê vậy. Ôi tên kiều em có luôn à. Anh ngồi đi nè, ngồi đi ăn. Ngồi đi anh. Ngồi đi. Trời ơi. Ủa sao mà không có hồn tâm, anh đừng có hồn tâm. Tôm khô có, cẩm chua. Anh Kiều Thư. Con tôm khô này bự anh. Nè có nè. Thấy thích dữ rồi trời. Nói chung là anh là cơm khô nè chị. Đúng rồi. Anh Hưng là mẹ mày. Nè giờ con mở ra con ăn này, trước càng nói là con phải càng ăn. Rồi. Con ăn con tôm kính thêm 20 nữa hả? 60 thành 80 anh. Anh Hưng là 80, em là 70. Rồi giờ còn sẽ bỏ con tôm vô nha cả nhà. Ăn là dính xương nha mọi người ơi, xương này là xương cái bạc đó nha. Ngon quá. Xương gì không nha? Xương gì chứ?